đèn sáng. Thích đèn sáng mà sao để tối thui vậy? Chào Bùi Hồ, xin chào cô bác, quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại xã Mỹ Hòa Hưng thuộc thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và ngày hôm nay thì Bùi Hồ muốn giới thiệu cùng với cô bác, quý anh chị một cái hoàn cảnh mà chị gái thiếu nữ này nè, rất là xinh đẹp nhưng mà từ nhỏ giờ chị không có bước ra đường. Theo một số thông tin mà Bùi Hồ nắm được thì người ta cho rằng thì chị này mắc một cái căn bệnh gọi là tâm linh. Theo người âm thì thật hư cái câu chuyện nó như thế nào thì Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ và em nhân chứng cũng như là Nguyễn Hân Giang vào để thăm chị cũng như là thay mặt cho Mạnh Thường Quân để mà có thể hỗ trợ một ít chi phí cho sinh hoạt cho gia đình nếu như nhà khó khăn nha cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị theo Bùi Hồ. Nay khang tiếng nói chuyện hết nổi luôn. Cô có mấy người con? Bốn người con. Ba thằng cha với con gái đó. Dạ. Thì ông xã của cô mất rồi, ông mất cái mười năm nay rồi. Mấy năm rồi? 8-9 năm rồi. Con nghe là mọi người đồn rằng là con gái của cô á từ trước giờ là cứ ở trong cái căn phòng này không có đi đâu hết. Ở nhà không à? À. Nên là mới nói gan trước. Năm nay là cô gái trong ba mấy tuổi rồi? 30 mấy tuổi rồi. Là việc ăn uống thì đem vô cho em luôn hay sao? Không có, nó cho nó ăn. Nhà nó bất bằng ở trên đó chứ. 30 mấy tuổi rồi. Mà mọi sinh hoạt ăn, gói gọn trong cái căn phòng đen tối nè. Lúc nãy anh em có đi vô đây á thì cái căn phòng rất là tối luôn. Mà hết hồn với những cái gói mà được em ship ở đây nè. Đó. Đó. Căn phòng quá tối ha. Quá tối. Cái đèn ở trong túi quần em nè anh Hùng. Hồi nãy á, anh em mình nhìn cái mền anh em mình cũng giật mình. Bởi vì tưởng đâu là có một người nữa. Này cục này làm được không? Là 30 mấy, là 30 mấy tuổi hay cô ha? Để tụi con biết để xưng hô. Dạ, nó 30 mấy tuổi rồi. Dạ. Để con ngáp lên cho con. Là chắc nhỏ hơn con. Được rồi cô. Rồi. Để có, để mình tiện xưng hô thì thôi thì có nhân nhỏ thì mình sẽ xưng hô là chị đi ha. Dạ. Chị ơi, chị tên gì? Tên gì? Dạ. Tên gì? Chị tên gì? Tên gì? Chị Nhi năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ? 33 tuổi. Sáng giờ chị Nhi có ăn gì chưa? Rồi. Ăn gì vậy? Em hỏi chị được không? Mẹ đâu, đi lại. Chị nói làm sao? Ba anh em đứng trong đó cảm giác như là muốn xỉu cái nhà. Chị nói sao chị? Tôi chưa có hành động kỳ. Chị quay qua đây coi, chị Nhi thì rất là đẹp gái luôn nha. Dạ. Trước giờ là chị Nhi có gia đình gì không bà? Dạ không. À. Sao chị Nhi cười? Mấy anh em tới thăm vui hả? Ngại hả? Đâu, chị Nhi quay qua đây tiếp chuyện với tụi em nè, cho mọi người thấy chị Nhi đẹp gái coi. Sao chị đổ mồ hôi dữ vậy? Nội con, nóng quá hả? Dạ chị nói sao? Nói rồi đâu. Chị ở trong cái căn phòng này tối quá chị sợ không? Không hả? Chị thích ở tối hay là có đèn sáng? Đèn sáng. Thích đèn sáng mà sao để tối thui vậy? Hồi trước giờ chị không có đi đâu ngoài căn phòng với lại căn nhà của mình hết á hả? Có á. Không hạn á. Có đi đâu?
bên ngoài á. Bên ngoài. Trong ngoài trước sân á hả? Sáng ngày bảo hả? Trong cái căn phòng này là chị ngủ có mình lên hả chị Nhi? Dạ. Hả? Ngủ có một mình. Hay là ngủ với mẹ? Vậy nữa. Đi. Chị hay bấm bấm cái tay nãy giờ hả anh Hồ? Từ hồi đầu tới giờ. Đó, chị quay qua đây, chị quay qua tụi em nè. Chị quay qua tụi em nè cho cô bác của anh chị thấy. Sao cái mền chị dồn cao lên nhở? Nhìn hồi nãy em nhìn em tưởng đâu là chị còn ai đang trùm trong mền không à? À nhân nếu như mà một người thiếu nữ bình thường á thì tuổi cỡ chị Nhi như thế này nè là đã có gia đình rồi, thậm chí là có sinh con rồi, nhưng hiện nay thì chị Nhi vẫn đang sống một mình. Chị ơi, chị có bạn trai chưa? Hả? Có chưa? Chịu có bạn trai không? Chịu có chồng không? Hả? Chịu có chồng không? Hả chị? Ôi. Chưa. Chị chịu có chồng không? Ôi. Sao nhắc có chồng là chị mất ói vậy? Sao lại mất ói? Đâu nhân khỏi thứ này. Chị có chồng chưa? Chưa. Sao không chịu lấy chồng? Chị thì rất là ngại tiếp xúc với người lạ, chắc là do cái môi trường sống á, thì sống ở trong một cái căn phòng như thế này nè, thành thử việc tiếp xúc với những người lạ rất là khó khăn đối với chị, đúng không nhân? Dạ. À, em thấy biểu cảm của chị cũng hơi thất thường. Ừ. Nãy chị cười, bây giờ thì lại khóc. Chị khóc rồi hả? Cái giọng của chị nghe rất là hay á, với lại em thấy chị cũng có nét đúng không anh Hồ? Đúng rồi. Chị rất là đẹp gái mà. Một cái tay của chị là có những cái hành động rất là lạ. Okay. Chị cười không à, chị hay cười. Ở đây là cái căn phòng này là có một cái giường rất là nhỏ. Thì chị cứ ngồi ở đây suốt vậy á. Chị ngồi vậy không á hả chị? Tối mới nằm ngủ hả? Đâu có. Đâu có. Chị mình hỏi thì chị chỉ có đâu có thôi à. Căn phòng này rất là tối, hình như là không có đèn luôn á. Ừ. Chị thì nói là chị thích ánh sáng hơn, nhưng mà sao căn phòng chị là mẹ không có lắp đèn luôn nữa. Tối có văn mùng không? Văn, có. Có không chị? Có hả? Chị văn hay mẹ văn? Mẹ rồi, thật ra thôi. Mẹ văn hả? Mẹ rồi. Chứ thôi mũi cắn. Tụi em tới thăm vui hay sao, cười hoài vậy? Vui không? Không hả? Đi ra ngoài trước ngồi nói chuyện. Chị Nhi ơi, ở đây nói chuyện mũi quá. Không đi. Hả? Không đi. Không đi. Sao? Chị nói gì? Ra trước đi. Chị không chịu ra đó nha. Đây, ngủ chị coi. Nói chuyện với mẹ đi. Thôi đi ra trước, ngồi với tụi em đi. Tối tăm, ở đây tối quá à. Đi ra trước xíu đi. Ông mẹ. Không. Tụi em tới thăm thôi à, đâu có gì đâu. Đây chị, đây. Ủa đi. Ừ. Ra đây ngồi có thứ ba nè. Ờ thứ ba. Đi. Hiếm là sao với lại Nhi? Nó cá chồng. Vậy hả? Đi ra đây nè. Như là ngày xưa giờ cứ ở trong căn phòng này hả Thím? Ừ, Nhi nó ở. Thím qua đây đi Thím.
nó hồi nhỏ nó cũng có đi học đi hành cái sao rồi nó phát bệnh lên vậy rồi nó đi vòng vòng trước ngày thôi, không đi đâu ra được. Là mấy chục năm rồi không có ra khỏi nhà. Không ra khỏi nhà, không đi đâu hết trơn. Nhưng mà con nhận thấy như nè, chị ăn mặc rất là sạch sẽ và cái căn phòng rất là vệ sinh luôn, thì cái đó là do chị tự dọn dẹp hay là mẹ của chị dẹp? Mẹ nó. À, nó nói vậy đó, cũng không nói gì tới ai vậy, cũng ai lãnh nó cười cười vậy đâu rồi. Thật. Yeah. Nó cũng vòng vòng trong nhà, nó không đi ra đường. Còn mấy chục năm rồi là chị ở trong nhà, đi ra tới đầu hẻm ngoài sân thôi. Ừ, sân trước đây vậy thôi, rồi vòng vòng như vậy rồi rồi, chứ không có đi đâu. Nhưng mà ngay từ nhỏ là chị như vậy rồi hả cô? Ờ, nhỏ nó cũng khờ khờ rồi, nó cũng cứ đi học giỏi lắm nha. Sao lớn lên nó khờ nhiều đó. Học tới lớp mấy? Ở đó học, học lớp mấy rồi chị hai? Lớp 3, lớp 4 vậy đó, tự nhiên nó vậy luôn đó. Cấp 3, lớp 4 là mới bắt đầu bị vậy là nghỉ học luôn. Nghỉ học luôn, nó giờ luôn đó. Là 8, 9 tuổi. Rồi giờ khi mà gia đình mình có đưa chị đi bác sĩ không? Có, cũng đưa đi khám đi lên, mà còn hồi đó còn cha nó đó. Đi khám rồi. Rồi bác sĩ chẩn đoán như thế nào cô? Chẩn đoán như nó gì bị bệnh tâm thần vậy. Nhưng mà gia đình mình có nghĩ là chị... Nhưng mà bác sĩ thì có trị cho chị không? Có cho thuốc uống hay là trị bệnh gì không? Đi khám thì cũng có cho thuốc uống rồi thôi, tới giờ luôn rồi. Ba nó chết tới giờ rồi, đâu có đi khám đi mộng gì nữa đâu. Cho thuốc uống mà cũng không khả quan. Ừ, không khả quan, nó cũng vậy bình thường, vô ra nhà cửa thì ai nói tới cười cười thôi, chứ không có chửi rủa không la gậy chứ. Nhưng mà gia đình mình có nghĩ những biểu hiện của chị là có liên quan đến tâm linh không cô? Không, chắc không nghĩ gì quá. Dạ. Thằng đó, cũng nó không có thằng anh mà đó cũng bình thường như mình đi mằng hồ. Đi mằng hồ gì có phát bệnh tâm thần lên, nó hay ba nó cũng lo dữ lắm nha. Lo cũng không hết. Vì giờ ở nhà đó nó cũng hơi quậy quọ, là nó người đưa nó với bệnh viện ở với á. Người ta ở đây người ta làm giấy làm tờ đi với người ta nuôi đó. Rồi thì mới đỡ ra đó, cho lần có nó ở nhà nó cũng hay quậy lắm. Mà con nhỏ này nó không có. Nó không có quậy. Như là anh em của chị Nhi là vẫn có người bị bệnh về thần kinh. Bị thần kinh, bị tâm thần, mà đưa với người ta nuôi với á. Nuôi với cũng 2 năm rồi á. Ừ, cũng 2 năm rồi. Đi giờ cũng 2 năm trời rồi. Anh đó. Mà rất là đẹp gái luôn. Ừ. Chị Nhi là đẹp gái. Nó cũng hiền, chứ nó không có chửi la gì. Ai nói nó cười cười vậy thôi à. Nó không quậy quọn gì. Vậy đó, nghiệp tới luôn, nhà cửa vậy thôi, không đi ra đường, tất cả ra đường hết. Thôi hằng ngày cái cuộc sống của gia đình của chị Nhi là sống bằng nghề gì hả cô? À, cái nó có thằng anh đi bằng mướn đó. Nó có thằng Thạnh đi bằng gạo rồi người ta cho nè, từ thiện người ta cho đó. Ồ. Cho ăn không hết nữa. Dạ. Mấy người này cho, cái cho gì gầm 14 rồi đó. Đem cho chứ bà chỉ nó đâu có làm gì ra tiền đâu. Ừ. Nó có thằng anh cái vợ cũng nghèo, ở bên vợ. Còn thằng nhỏ thì đi mà cũng khổ. Chị gì có giao tiếp với lại chị Nhi được không? Có hàng ngày có nói chuyện với chị Nhi được không? Được, cũng nói đó, chuyện quá lại. Cái gì? Đi ra chiếc ngồi thứ ba đi ha. Không chịu hả? Sao hả? Gì nói cho mấy anh mà nghe đi. Không chịu ngồi, không chịu ra trước hả? Gặp mấy anh gì mừng không? Lại mừng không? Lúc nãy tụi con lại thì chị cười. Ừ. Chị có thường cười khóc thất thường không ta? Vậy hoài đó, ai lại nó cũng nghĩ ngồi nó cười ên hoài vậy đó. Ừ. Nghĩ ngồi ên nó cười ên vậy đó. Vậy đó. Nó cũng nghĩ đó. Cái việc ăn uống của chị thì sao hả chị? Mẹ nó nấu gì thì nó ăn ấy. Chứ nó cũng không có đòi hỏi gì. Vì mẹ nó mua cho thì ăn lấy ngay, nó cũng không có đòi hỏi. Những cái việc mà sinh hoạt cá nhân á thì chị làm được hết không? Ví dụ như là tắm rửa hay thay đồ ăn uống rồi. Ờ, tắm rửa thì nó đi tắm ên rồi được. Còn đồ ăn đồ uống thì mẹ nó làm. Mẹ nó làm cho nó ăn. Nghe được cái nó không có đòi hỏi gì, mua gì nữa ăn lấy. Vì mua ăn gì ăn lấy nó không có đòi hỏi. Còn chuyện tắm rửa thì nó cũng tắm rửa mình ên được. Được, sinh hoạt cũng được. Cái gì? Cũng hiền, chứ không có chữ la gì vậy đó. Tới luôn, không có đi đâu.
hình như là mẹ của chị á cô cũng có vấn đề nhẹ đúng không? Ừ, bác cũng từ rồi mà hồi đó bác cũng đã rồi ba nó mất đó rồi con bệnh chắc cũng giàu lo chắc cũng kiểu như sang chấn tâm lý nên là cũng hơi có vấn đề về thần kinh. Đúng rồi, khi nãy tụi con tiếp xúc từ lúc đầu thì tụi con cũng nhận ra bà không được lanh lợi như người ta, nói nào ngay vậy đi, cũng hơi phù khờ vậy đó. Vậy là giờ sinh hoạt ở trong gia đình á là dựa vào một người con nữa hả? Ừ. Rồi con không ở đây hả cô? Đâu còn mướn chứ trời á. Rồi có về đây ở không? Chiều nó mới về. Dạ. Cũng khổ. Hồi đó hình như cũng 31 tuổi rồi. Nó em nó này. Nhỏ này hình như 33 tuổi rồi mà. Còn cô mẹ của chị là phải ở đây để chăm chị suốt vậy đó, không đi đâu được, không đi làm gì được. Hồi đó thì bà không làm gì trơn. Bà nói bà cũng cuộc khổ, nó lanh lợi. Hay gì thì cũng khổ quá sức. Bà không có lanh lợi như người ta. Có bốn người con thì hai người bị bệnh. Một người đi làm, còn một người nữa đâu con? Có vợ, ở bên vợ. À, ôi sao cô khóc? Thấy khổ rồi. Thấy hoàn cảnh đó, mình chị không nói nha. Đáng lý là tuổi của chị Nhi bây giờ là một cái tuổi có gia đình đàng hoàng rồi, có chồng có con rồi, mà mình không nghĩ với một cái cô gái mà xinh đẹp như vậy mà lại đuổi thủi ở trong một cái căn phòng nhỏ xíu mà tối thui như thế này nè. Mà tụi con thấy lạ là cái căn phòng của chị Nhi á là không có treo đèn ở trong cái căn phòng mà treo đèn ngoài trước này rồi, là do chị Nhi không chịu hay sao cô? Chắc nó không chịu quá, chắc không chịu em nó mới không treo vô đây. Nó có thằng anh, nó có vợ trong trong phố quà trong á, có vợ cũng nghèo. Vậy là chị từ đó giờ sống ở trong cái bóng tối thôi. Lúc nãy và lúc nãy tụi con qua đây để tìm hiểu về cái gia đình của chị đó, thì con nghe một số người người ta nói rằng là chị có một cái phần căng phần âm gì đó cô, thì không biết là có không cô, cô có thể giải thích cho mọi người hiểu. Không biết có căn gốc không mà thấy hồi đó giờ thấy vậy không đó. Rồi nó nghe thằng anh nó lặng cũng không có bệnh hoạn gì, đi bằng hồ mướn, đi bằng hồ nó chắc đau bệnh hoà chứ nó không gì có phát bệnh rồi tới giờ luôn chị hoà. Nó nghe có ba nó cũng chị dữ lắm nha, đi thầy đi bà rồi đi bệnh viện đồ dữ lắm, cũng ổng cũng lo dữ lắm không có hết. Mà mỗi lần đi thầy bà thì thầy bà nói như thế nào hả cô? Thì nói nó bị này bị kia mà chắc không phải đâu cưng ơi, chắc là bị tâm thần quá à. Chắc không bị ma bị đồ đâu. Rồi mình thử là cũng chị dữ lắm nghe, rồi không có hết, đi quà đi quỷ rồi mới gửi dưới bệnh viện chứ. Dạ. Gửi với cũng có 2 năm nay rồi đó. Mình gửi với người nhà nó đi thăm mà cũng đỡ đỡ. Ở đây nó lội đi hoài, tối ngày nó không ăn nó uống gì chơi á. Mình đỡ gửi lại chứ. Sống thì nhờ người này kia cho đó, cho gạo đó. Chị hay cười thất thường ha. Nó cũng lâu lâu nó tự ơn thì hoài, ơn hoài vậy đó. Nhưng mà có bao giờ chị lên cơn một cái làm cho gia đình của cô sợ không? Cũng ít lắm, không có. Cũng như ngồi nó tự ơn vậy đó. Nó cũng tự ơn không, chứ không có quậy la như con người ta. Dạ. Như thế cũng đỡ vụ đó. Con anh đó em nó lâu lâu rồi hôi quậy, còn nó không có vậy đó. Đừng có hiền vậy đó, nó đỡ ra chứ. Rồi con cảm ơn cô nhiều. Hôm nay anh em tụi con cũng có duyên đến với Cù Lao ở chỗ mình ở nè, rồi cũng biết hoàn cảnh của cô với lại chị ha. Thì tụi con gửi chút ít tiền mình mua gạo ha. Nhân sinh trích từ quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn thì có Mạnh Thu Quân giấu tên là 500.000, Nguyễn Thanh Huy 300, Bích Thủy 200, Nguyễn Thị Thùy Anh 500, chị Vân quận 10 1 triệu, chị Hồng Hạnh Hà Nội 500, tổng cộng nhân sinh chép trích là 3 triệu đồng. Con gửi cho cô với lại chị 3 triệu đồng ha. Dạ cảm ơn chú Hiếu. Dạ cô còn gạo không, nãy thấy từ thiện có cho gạo đúng không? Có gạo ăn không hết luôn á, gạo cho hoài à. Thôi chết rồi.
Dạ, cô dạ người ta biết cái nó đem lại cho. Dạ cho hoài hả? Chị thiếu gì? Có cái gồng cho. Cái là gai hoài thì người ta này ít. Dạ. Cô nói lời nào với Mạnh Thường Quân đi. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn Mạnh Thường Quân rất nhiều. Dạ. Nhiều sức khỏe. Dạ. Nhưng mà gạo thì dư rồi, còn có thiếu một cái gì? Có thiếu một gì trong nhà? Có cái hộp con gì rồi mà trời đồ ăn rồi mà ngặt không có mua cái gì giờ không có tiền dư đâu mà sống sửa trong cái nhà rồi hết trơn á. Đâu có thì ăn đủ ăn vậy rồi. Ăn cơm đâu có gì? Tiền dư. Bữa nay ăn cơm được với ăn gì? Cơm thì bữa cá, thịt này kia đó. Lâu lâu ăn này ăn kia. Mà ăn thì không có mua đồ ngon không? Không có mua đồ ngon. Ừ, dạ, ăn ngán tiền ăn ngon, ngon. Tiết tiền đúng không? Ừ. Cô thì rất là thật tình, nhưng mà thực sự thì nãy có dạ những cô cũng thành viên trong bà con trong gia đình đúng không? Cũng có nói thì cô cũng tâm lý cũng không có ổn định lắm. Nên mọi người thấy cô rất là thật tình, thấy không? Gạo là cho quá trời luôn. Chứ dạ, nếu như một người mà ví dụ như mình hỏi, muốn nói về hoàn cảnh khó khăn đi thì sẽ nói là thiếu gạo này kia đúng không? Còn cô thì vậy đó. Thật tình. Dạ, có sao nói vậy. Có sao nói vậy đúng không? Tại gạo cả đống đó mà sao nói thiếu dạ được đúng không? Thực ra là gạo là người ta cho từ thiện, mà mọi người cũng hiểu thì phải là hoàn cảnh khó khăn thì mọi người mới cho gạo từ thiện. Thì mọi người thấy khó khăn quá thì cho gạo cũng còn dư trong kia hơi nhiều. Mẹ con thì cũng hai ba người thì ăn cũng chưa có hết. Nhưng mà thôi cái này giữ lại dằn túi mua thuốc thang cho chị, rồi trang trải trong gia đình mình ha. Có tháng nào thiếu hụt phải đi mượn không cô? Đó là bằng ít ăn nhiều mà ít có mượn hay. Liệu cơm gắt mắm đúng không? Dạ, có dạ. Ít nhiều ăn nhiều mà. Mà con bị bệnh như vậy rồi buồn không? Buồn dữ không? Dạ buồn chứ lắm chứ, buồn chứ ơi. Có đêm nào mà ngủ, ăn ngủ không yên lắm. Ngủ không yên? 12 giờ, 1 giờ cái nó ngủ. Rồi gầu lắm. Rồi hồi xưa chú đi như vậy là lại càng buồn nữa. Hồi xưa có hai vợ chồng, thì chú đi. Lúc ổng rồi mất thì như đứa như vậy nữa. Dạ. À, vậy chắc anh em mình có tốt video ở đây ha. Chúc cô nhiều sức khỏe nha. Yeah. Có tiền thì mua thuốc cho chị. Yeah. Hy vọng lần sau tụi con ghé thì chị tỉnh táo hơn. Cô cũng ráng giữ sức khỏe nha. Cô có số điện thoại không? Con có sợ con nhỏ có. Con nhỏ có mạng nó đem theo. Cô có số ở đây không? Dạ không. Có hả? Không có xài điện thoại. Địa chỉ ở đây là gì? Địa chỉ ấp 15. Ấp 15-1 đó phải không? Ấp 15-1. Ấp 15-1 xã Mỹ Hưng đó. Ấp Mỹ Long 1, xã Mỹ Hòa Hưng, huyện thành phố Long Xuyên. Thành phố Long Xuyên. Tỉnh An Giang. Đây là cù lao, gọi là cù lao ông Hổ hay còn gọi là cù lao Mỹ Hòa Hưng á. Đúng không anh Hồng? Đúng rồi. Cô hỏi địa chỉ cô không biết nữa. Thôi vậy ha, tụi con đi nha, cất tiền cho kỹ nha. Dạ, chúc chào cô. Dạ cảm ơn mấy chú hết nha. Dạ.